Hello anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Hạ địch xong nhận 2 trang bị. Ok. Lại con này này. Lại nguyên tố này. Vera bomb này. Ignite à. Thế thấy giữ hai con đồng màu hơn. Hai con này thì chắc đã lên được. Xem ra đánh thú và đánh cung thôi. Cũng được đánh. Đánh tí cho em vui. Đánh tí. Dương tí tí. Giờ nó xiên mấy con va Indu của mình rồi. Indu mình ăn choáng được không? Choáng đúng rồi, init choáng đúng rồi. Giờ nó đấm hết luôn. View 2 đấm. Đấm. À đếm cho đi phát. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Giữ hai con rat lại để phòng mình chết chơi rat nhé. Bây giờ chắc là vẫn là con VO2 kia nó gánh thôi. Chắc gánh được đâu anh em ơi, trông uy tín lắm. Hơi gánh được đấy. Thua thì mình bán hai con này, thắng mình bán này. À tay sấy đến sáng mai, thoải mái đi. Sấy đi em, đừng đánh vật lý nữa. Sấy ra đam mà. Con này cũng coi ga. Rồi sấy đi em. Sấy thoải mái lên. Sấy thoải mái lên. Ăn mấy cái thánh đồ ở đầu thôi mà. Rồi ra phòng rat 2 giữ máu luôn em. Biết đâu cũng thắng. Biết đâu bất ngờ đôi ta chẳng về với nhau. Nèo cho rat đi. Rat. Ở thứ con Hindu đấm nhau cũng hay. Con Hindu đấm nhau đi. Hindu đấm nhau uy tín. À dạ này mình thấy đánh chuỗi thua mình thấy đi nhanh lắm em ơi. Biết tại sao ấy chứ. Người ta mới cập nhật cái điều gì chăng hay sao mà à, chữ thua đi nhanh lắm. Chữ thua mà không có đồ phát đi nhanh. Không biết còn lâu nhỉ. Còn bàn tại chuỗi thua đi rất nhanh. Gai A đấy gì nhỉ? Đấy Yon. Làm trận Yon được lâu không trận Yon? Một con Yon. Chỉ một con Yon thôi em. Hai đồ thủ. Hai đồ này trong voi mắc pin này. Một đồ thủ phép, một đồ thủ vật lý luôn này. Điên khùng đấy. Có voi. Ờ ha. Tạm voi vào nhé. Đánh gì rồi nhỉ? Chờ tí đồ đi em ơi. Chờ tí nào đồ nữa rồi chốt bài. Hai đối thủ kia khiến đánh thú. Ném hai đối cho con ma lốc. Một ý tưởng. Hai đối thủ thì đánh voi. Ôi con này xiên hay kết xiên đau quá. Đau quá trời. Mất cái chuỗi rồi. Cái này ghê gớm ấy.
Đấy, floor 2, lầu 2, văn heo 2. Gì ghê gớm vậy? Gì ghê gớm quá vậy? Chắc là đánh đánh thú của anh em ấy, không nào khác được. Đánh thú gì thôi. Chứ đồ này chỉ đánh thú thôi. Không thể nào khác được. Lệch vào đâu được. Đúng là cót này. Có bán thần này. Nhiều lựa chọn nhỉ. Lựa chọn quá cơ. Bán thần vào đúng nhỉ. Nó mà bón gì toàn hai vàng hết, bón ít mít thì mất cả thánh đồ cũng hơi tiếc, bón voi cũng tiếc. AT bón mình chắc dừng AT. Lại một con hai AT nhiều đồ. Hai AT là nhiều đồ quá, nó mới có cái đồ gì nữa đấy, truy hồn rồi còn ôi máu nữa. Gì vậy trời, gì ghê quá trời. Cần một tí giòn anh em. Sao trận này lại cho mình na cót vậy? Trận này sao mình đánh na cót được? Không đánh đâu. Mình hai na cốt này không ai lấy được. Tiếc thế, cái trận trước thì không ra na cốt cho mình. Bây giờ mình quá muộn rồi. It's too late. Trời ơi. Bây giờ mà ra na cốt cho mình là mình ngon rồi. Rồi bà nốt đi, cái đồ phản bội. Nãy giờ không ra con voi hai cho mình. Cả mình. Đồ phản bội. Rát đấm luôn em ơi. Đấm luôn. Lau đi. Chết. Mình đu sống lại. Lau công ty. Choáng. Rất cái chuỗi. Thêm thánh đồ chăng? Ờ hay lại thánh đồ nhỉ? Làm lại thánh đồ nhỉ? Trận này mình sẽ đánh có hai đồ này cho con Senel đồ này. Này đồ này cho con Yon này. Ừ ha. Bao nhiêu thánh đồ thì ngon anh em. 6 thánh đồ là 75% tỷ lệ choáng à. 6 thánh đồ 3 ma tộc à. Hợp lý ấy nhỉ. Mấy cái thánh đồ cũng toàn mấy con cứng cơ. Không phải mấy con yếu yếu ớt ớt đâu. Hơi hơi yếu thôi nhưng mà cũng uy tín. Mỗi giờ mình chia ra con Yon nào. Con quan trọng nhất của cái đội hình. Chưa ra con gì thử đấy, làm tí content đi anh em ơi. 16 con Yon cơ đấy, làm tí content đi. Chứ đánh thú mãi cũng chẳng bài gì mới à. Ai này chắc bỏ, sẽ là bỏ ai này cầm máu được không, trông cầm máu được không vậy. Daniel này có đội gì thánh đồ ghim vào phát. Thánh đồ đây à? Thánh đồ thủ vệ à? Gì ấy? Trông thánh đồ thủ vệ trông không uy tín lắm ấy. Full thánh đồ này. Thủ vệ. Suy nghĩ anh em ấy, có thể. Không thì thánh đồ ma tộc thôi. Hai đồ thủ cho con Senel. Ba đồ thủ cho con Senel rồi này. Được nha, được nha. Thủ vệ à? Để suy nghĩ. Bạn thủ vệ kia để mình suy nghĩ thêm nhá. Bạn cứ liên hệ với chủ sở hữu đi, mình sẽ suy nghĩ. Thánh đồ con này muốn cho xuống cuối. Có một cái thương nhưng mà không sao hết. Bắn... Ơ chết rồi, mình bảo thánh đồ ma tộc mà. Nhầm tí. Nhầm nhỏ sang trồng trọt tí. QC lại cầm máu được nhỉ? Cái bán mấy con mình cần. Hai thương bắt đáy thôi, kệ bà. Thủ vệ à?
phải cho man đu mà làm quá anh em. Thế này không kịp hồi máu rồi. Rồi, những câu chuyện vui đến rồi đấy. Những câu chuyện buồn cười nó sắp đến rồi đấy anh em ơi. Yon thì chưa thấy đâu. Yon thì mãi chưa có mặt. Thì đu ulti một phát nữa, choáng nó. Ulti các thứ đấy. Shule. Cần một tí Yon đấy anh em ơi, cần một tí Yon đấy. Sao nó chưa ra nhỉ? Hoa tạo này hai bộ đi. Thương bắt đáy bên này. Cho con hai đồ sang bên này. Cần một tí Yon đấy anh em ơi, chưa cần bán sướng QC rồi. Đi tìm luôn đi. Bây giờ là phải tìm luôn. Liều, 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 liều là liều, liều là liều. Cần một tí voi cũng được. Ra. Tìm luôn nhé anh em nhé, bởi vì toàn tướng ba vàng, con này ba vàng, con này ba vàng này. Xong rồi con Yon rất là nhiều ba vàng, tìm nhất quyết tìm con Yon này. Bốn vàng team này bình thường, bốn team vàng có nhiều lắm đâu. Nhiều ba vàng. Mấy con Yon nữa anh em. Mình đang sợ hết Yon rồi chứ. 16 con Yon tìm được, bây giờ tìm luôn. Tuần này nhiều ba vàng rồi em, tuần này 35% ba vàng rồi. Thì level 6 mình đã tìm được. Mà level 6 tìm ra dễ ra 1-2 vàng đó. 7 dễ ra 4 vàng. Mình cần con gì ấy nhỉ? Ngoài 2 à? Cũng cần đấy. Cần thủ vệ. Đây, chính nó đấy. Cho Yon đồ nhá. Cái 6 thánh đồ rồi. Yon đồ Senel cho Void đi. Ngoài 3 đồ đi. Ignite, ok, hôm nay lên đây. Nhiều floor hay nhiều nắc hơn? Nhiều floor hơn em. Yon 1 gánh được không nhỉ? Hay cho con tạm con này đi. Uy tín nữa nhỉ? Con này gánh hơn, Yon 1 gánh hơn nhỉ? Dành cho team địch không choáng, không làm gì nổi đi anh em. Dễ hơn Yon 1, với cả con Ignite này thì gánh hơn này anh em. Yếu đam quá nhở, không có truy hồn, không hơi yếu đam. Ui, con này vô dụng quá. Thử sức mạnh tí mà nó vô dụng quá. Lại còn thiếu đam nữa. Về đây Yon 2 nữa. Bây giờ gặp Noman đánh cũng chưa ra, được chưa được vào máu Noman luôn này. Cần một tí Yon 2 đấy. Cần một tí Void 2 luôn đấy. Vera chắc để sau đi. Zina lấy luôn Yon 2 á. Tí Yon 2 đấy anh em. Con này 3 được cái tốt, Chanel 3 được cái tốt. Voi 3 được cái tốt. Voi 3 11 con. Đèo gì nó xấy góc đẹp đấy. Rồi. Choáng con crack không ulti được kìa. Ngon. Con này mà đi được xuống mấy tuyến dưới thì nó rất là ngon luôn. Thánh đồ này. Đánh điên đầu phết. Senel này, quyết tâm tìm Senel nhé, rồng thì thôi. Voi 12 con vẫn lên được. Đấy. Sẽ ở đây 7 để đến chết luôn anh em ơi. Fast 7 đến chết. Ignit đứng vào trong đi, con này vô dụng phết. Enzo này không ngờ nó lại vô dụng thế đấy anh em. Chắc mình cứ chờ để mình con lấy con quy để mình kích hệ con này. Mà đây 7 không có con 5 vàng anh em. Chắc mình sẽ roll lên con Yon 3 với con Senel 3 trước. Xong rồi gì 5 vàng thì tính sau. Quy quyết tính sau. Thậm chí 6 thánh đồ, 7 thánh đồ luôn. Sợ gì. Ra thẻ thánh đồ thêm là 8 thánh đồ luôn. Sợ gì. Bây giờ ra thẻ thánh đồ là ngon này. Thủ vệ. Mình muốn lấy thủ vệ. Cố cho Yon. Anh nhớ thủ vệ con Yon tiếp này. Senel 2 nữa này. Sắp Senel 3. Sắp Senel 3 rồi. Luôn đi anh em ơi. 3 đồ cho Senel luôn. Thử xem, thử tí. Làm tí Senel.
Làm tí Chanel các em. Zina, hôm nay sẽ đi bộ lên. Trách thương phát nhá, hơi rèn mấy cái quả thương. Floor này xiên cũng điên đầu đấy. Điên đấy, bình tĩnh ra. Chanel Yon này sẽ gánh hết. Chết máu bao nhiêu, hồi máu bấy nhiêu. Mỗi tội là không hồi máu được nếu mà bắn Noman thì chết. Nhiều đạn nhiều choáng lắm, nhiều choáng lắm các em ơi. Choáng đến đâu luôn. Máy thế ra đúng vút hung tàn cho con Yon lại chứ không có vút hung tàn mình chơi lại hơi khó. 10 không? Yon à, Yon chắc slow roll thôi. Slow roll, roll từ từ. Ê lấy đồ này cho con Chanel cũng ngon này. Lấy đồ này. Không. 30, ok, chờ tí nhá. Chờ tí lấy lại 40 mình lên roll tiếp Yon. Không vội gì mà anh em. Voi, lên được Voi 3. Lên được con Voi 3 nữa là cũng ô uy tín. Voi 3, Chanel 3, Yon 3. Yon 3 này cần có truy hồn nữa, không có cái truy hồn nữa thì ngon. Cái truy hồn nữa 10 điểm. Nhiều con cát, nhiều nắc nhá. Bắt đầu trận sau mình sẽ đẩy con Ignis vào trong trong một tí nhá, bởi vì bắt đầu nhiều con lấy hơn. Chanel này hồi máu được anh em ơi. Ui nó không hồi kịp. Choáng lắm. Rồi ăn choáng con Yon. À đâu chưa chết. Chưa choáng anh em. Uy tín không? Uy tín rồi. Ồ ha, đội hình này cũng hay ha. Hay ha. Hay. Con Chanel này cần đồ gì nhỉ? Tạo một kết giới liên tục gây sát thương phép cho kẻ địch xung quanh trong thời gian này nhận miễn thương trong 5 giây. Và mỗi tướng địch cạnh bên sẽ khiến nhận thêm miễn thương. Thấy con này đứng ở trên top, đứng ở trên giữa giữa này ngon này. Nhưng mà con này phải xoay xoay được. Con này tanker cũng được. Vị phết. Đấy đi chạy gần một tí nhé. Xích lại gần nhau hơn một tí. Con cát này bắt đầu con cát này chưa tải. Con cát xuống đây mình choáng cho to đầu luôn. À đây rồi đúng không? Vào đây. Choáng to. À nhảy nhanh thế. Nhảy cũng nhanh đấy nhở. À nhảy cũng nhanh đấy nhở. Nhảy nó cũng nhanh nhẹn đấy. Rồi xem Yon với cả xem Ignis mình cánh được không nào. Choáng. Đó, butter đi, dưới đó butter là uy tín này. Rồi hồi máu lại. Chanel hồi máu phát. Chết làm sao được Chanel em ơi, chưa có truy hồn thì chưa chết được. Hơi sợ truy hồn. Rồi uy tín. Malok lấy về đề phòng nhé. Ôi trời, bỏ luôn. Không cần lấy nữa, bốn ngon thì nách. Bây giờ thấy mình kích với cái gì nhỉ? Tích 1 là với con voi này. Tích 2 là với con thê, con cát thôi. Chắc vậy thôi. Thủ vệ hay tích thủ vệ nhỉ? Bốn thủ vệ sao anh em? Thủ vệ là gì? Toàn đội có 75% tỷ lệ hồi 400 máu. Thánh đồ thủ vệ à? Đội hình mới à? Thế là bắt đầu thấy yếu ớt rồi đấy. Không có chi hồn là bắt đầu thấy yếu ớt rồi anh em ơi. Mình cần một tí hồi máu đấy. Được, lấy tí thủ vệ đi. Tập trung nhá. Lấy tí thủ vệ anh em ơi. Thanh đô thủ vệ mà, đúng chính thanh đô thủ vệ luôn. Chính xác. Nhưng mà không hiểu sao chưa ra. Lấy tạm một thú à. Thủ vệ mà, ok bây giờ đi tìm một con thủ vệ. Soi kỹ nha anh em, bởi vì mình không hay đánh cái đội hình này lắm đâu. Cần ban Doom ấy. Nhưng mà con ban Doom theo vào nó bóp giái của mình ghê. Chôn mình ghê. Mình cần con Yon 3 nữa. Phải có Yon 3 mới uy tín nữa. Cần một cái truy hồn mới Yon 3. Mình đem cái xe sắp gai này cho con Chanel kia. Chanel kia sẽ cứng như pho tượng. Một sắp tốt khổn trong voi. Phải lên con Yon 3 đấy không à. Không sống. Phải lên cái truy hồn nữa. Cần hết cái truy hồn nữa. Chị Dam nhỉ? Anh mãi không chết được hai con quái á. Chị Dam dã man.
đa mà giòn hết mà. Thương à? Thủ vệ đâu nhỉ? Thủ vệ với cả một cái thương đúng không? À, thủ vệ với cả con giòn 3 đúng không? Rồi, lên nốt giòn 3 luôn em ơi. Ủa gì vậy trời? Đây rồi. Cho English đi. À giờ đây cho con gì kia kìa. Này này. English đứng đây à? English đứng đây không thích lắm nhỉ. Xem nào, con này cho con này luôn này. Này con xem này luôn này. Xuống hết đấy mà làm việc đi. Ok, voi này chắc lên voi 3 từ từ mà lên voi 3 thôi nhá anh em. Mình sẽ lên 9 luôn để mình lấy hai thủ vệ nữa. Bây giờ còn lại chờ tiền lên lại nữa anh em, nghĩ tiền quá. Bây giờ không có thủ vệ thì con Yon mình sẽ rất dễ chết. Cái vấn đề là như thế, cần một tí hồi máu. Rồi không giết nổi con này luôn này. Con Noman này nó điên đầu quá. Ui khéo thua bởi vì không đủ truy hồn. Truy hồn ngay lập tức. Thua ơi chứ. Bực thật đấy. Này cho con Chanel nhá. Chanel cần một tí hồi máu đấy. Rồi không sao em. Mong là chưa thua. Trận này thua tiếc nhỉ. Này thua thì nó lại tiếc nhỉ. 6.400 này. Cho nó xuống kia làm việc. Hoặc không. Bằng lượng giáp nhau thôi mà, 240 giáp, cái này cũng 240 giáp này. Con cát này chưa? Con cát đâu rồi? Chanel, hồi máu lại nhanh một tí. Nhanh không, con cát đến bây giờ anh em ơi. Đúng rồi, con cát không được đến đây em ơi. Ngồi yên đấy. Sit down, be humble. Zina cũng gánh này, chắc con Zina lại phải gánh team cho mình anh em ơi. Zina gánh 14.000 đam đấy. Được ha. Cũng được ha. Lên 9 luôn tìm quy anh em ơi. Bây giờ chỉ có lên 9 luôn tìm quy thôi. Không còn chờ gì nữa. Lên 9 luôn tìm quy, xong mình thay một con thủ vệ, hai thủ vệ ra, thay cái ít này ra. Thay cái ít ra thôi là xong. Đội hình hay phết nhỉ? Từ sau khi mình cứ đánh đội hình này trái tranh luôn. Sợ tranh bài. Không sợ gì cả. Con cát này sang đây thì chưa tài. Con cát sang đây mình gõ nhẹ con cát vào đầu. Choáng. Chấp nhẹ mấy cái choi. Trừ khi nó vổ chết con này đúng không nhỉ. Thêm mấy đấy. Thêm mấy có đồ gì không. Thêm một chưa tài. Con ma lốc 1 chưa tài nữa. Rồi nó nhảy được luôn anh em ơi. Điền phết. Sao xây hết góc này được. Xây hết góc này nhanh hơn. Xây hết con cát này được. Chanel kia vẫn hồi được máu. Ít ít. Rồi đi luôn. Còn con này thôi. Ui cố lên em ơi. Cái gì đây. Đánh phát nó đi luôn rồi. Cố gắng hết sức rồi. Thật ý. Thề luôn trận này mình cố gắng hết sức rồi. Vẫn thiếu một cái gì đấy. Thiếu một cái gì đấy. Ai cần nhái à. Thiếu cái gì nhở. Roll từ level 7 nhá. Tại vì roll từ level 6 cũng được. Nó trận này phải roll từ level 6 à. Nhưng mà level 6 sao mà đủ 6 thánh đồ được. Roll từ level 7 đúng không ạ. Tiếc nhở. Eo ơi. Không nhưng mà quả thế mình roll cũng hơi lâu quá. Vì các bạn ấy lên 9 hết rồi mình cũng đang 7 tướng. Quả đấy cũng hơi lỗi. Thế phải chơi thế nào nhỉ. Tính chờ lên 40 vàng lên để đẩy tiền lên 9 luôn. Có chuỗi. Cố gắng hết sức rồi. Đồ đẹp ấy chứ. Đồ phải xấu đâu. Tiếc thật.
Không sao, rút kinh nghiệm anh em ơi. Kinh nghiệm tuần sau mình sẽ chơi được. Thủ vệ hay lần sau lấy, lần sau hay là lấy 4 thủ vệ, 4 thánh đồ nhỉ? 4 thủ vệ, 4 thánh đồ họ ngon hơn không? Như thế chỉ cần 35% hồi mana thôi mình sẽ lấy con này, con Senel, con thủ vệ này với cả con Quy. Lúc đầu là lấy con Zina. Ha. Sau lúc lúc sau thì bỏ con Zina đi lấy 4 thủ vệ, nhưng mà 4 thủ vệ thì nó cũng hơi ấy. Cũng hơi có một cái lấn cấn là có chi hồn thì nó thì với cả hắc ám thì nó cao tơ liền. Có lần mình nghiên cứu thêm nhé. Và mình đây là kết thúc rồi các bạn. Thích thì clip trên hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Đánh được đấy, thề sẽ có ngày tụi mình đánh được.